Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giúp cho các bạn hoặc là quý vị phụ huynh có quan tâm, chúng ta có những cái tư vấn để chúng ta làm sao săn được những học bổng dễ phù hợp với lại năng lực của từng cá nhân. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi cuộc trò chuyện sau đây. Xin chào anh Nguyễn Bảo Anh. Đầu tiên xin được cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình Chào Ngày Mới. Thưa anh, khi mà các bạn học sinh sinh viên muốn xin học bổng thì cần phải chuẩn bị những gì anh ạ? Theo mình thì các bạn sinh viên Việt Nam nên có những cái bước chuẩn bị tầm ít nhất cỡ khoảng từ 1 đến 2 năm. Bởi vì trong quá trình chuẩn bị 1 đến 2 năm đó, sinh viên sẽ từ từ hoàn thiện cái hồ sơ của mình tốt hơn. Ví dụ mình nói là cái hồ sơ về CV thì mình phải có một cái thời gian chuẩn bị về các hoạt động ngoại khóa của mình. Mình sẽ có những thời gian mình tham gia những cái công tác đoàn đội, công tác xã hội để giúp cho cái hồ sơ CV mình được tốt hơn. Đó là một trong những cái khâu chuẩn bị. Và một mặt nữa là chuẩn bị về cái điểm IELTS hoặc là điểm TOEFL, thì đó cũng là một trong những khâu chuẩn bị cho cái hồ sơ mình nó sẽ được tốt hơn, điểm số mình nó sẽ cao hơn, thì tất nhiên hồ sơ mình xin nó sẽ dễ dàng đạt. Hiện nay thì khi đi du học nước ngoài thì có cái những loại học bổng nào và ưu khuyết điểm của những loại học bổng này ra sao thưa anh? Thường thường mình sẽ có hai loại bổng chính, một là học bổng không có yêu cầu mình phải hoàn trả lại khi mà mình học xong, hay là một loại bổng là mình họ yêu cầu mình sẽ hoàn trả lại hoặc là đóng góp lại cho trường hoặc cho cái tổ chức đó sau thời gian mình học xong. Thì học bổng thì nó cũng sẽ chia ra rất là nhiều vấn đề nhỏ nữa, là học bổng 20%, 30%, 50%, 60%, hoặc có những học bổng toàn phần là 100% luôn. Một điều lưu ý nữa các bạn học sinh là các bạn nên xác định xem trình độ của mình, năng lực học vấn của mình đang ở mức độ nào để mình apply cho cái loại học bổng đó, cho cái mức học bổng đó nó sẽ tốt hơn. Bởi vì 100% thì sẽ rất là nhiều người apply, thì cái cơ hội đấu đá của mình sẽ rất là cao và tỷ lệ thành công mình sẽ rất là thấp. Từ đó mình xác định cái loại học bổng đó nó phù hợp với năng lực của mình. Điều đó sẽ giúp cho các bạn lấy được học bổng dễ dàng hơn. Làm sao các bạn học sinh sinh viên biết được là năng lực của mình nó đang nằm ở một vị trí nào để mình có thể là có được một cái học bổng tốt nhất như vậy ạ? Thường thường tất cả các trường hoặc tổ chức cấp học bổng đều yêu cầu sinh viên có đủ 4 loại giấy tờ. Giấy tờ thứ nhất là giấy tờ về học vấn. Giấy tờ vấn bao gồm điểm trung bình của các năm học gần nhất và điểm Anh văn, ngoại ngữ, hoặc có những trường bên Mỹ người ta yêu cầu điểm SAT. Giấy tờ thứ hai là giấy tờ về CV, là một cái hồ sơ cá nhân. Hồ sơ cá nhân, một cái hồ sơ cá nhân giới thiệu về bản thân của mình. Và giấy tờ thứ ba là một bài luận. Một bài luận đôi khi một bài luận thường thường là một bài luận giới thiệu về bản thân của mình. Mình đã có những bằng cấp hay là mình đã có những cái điểm nổi bật nào trong quá trình học tập của mình, trong quá trình tham gia công tác xã hội của mình. Giấy tờ thứ ba là một bài luận. Một bài luận thường thường họ yêu cầu viết bài luận về bản thân của mình, hoặc một bài luận mà họ yêu cầu viết về một cái đề tài môi trường, xã hội, an toàn vân vân nào đó mà họ sẽ yêu cầu mình viết về vấn đề đó. Và giấy tờ thứ tư là giấy tờ về thư giới thiệu của người trực tiếp quản lý của mình, giáo viên trực tiếp quản lý của mình, hiệu trưởng, thậm chí hoặc là một người lãnh đạo cơ quan của mình. Nhưng mà người giáo sư này có tiếng nói càng có tiếng nói bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đó là 4 loại giấy tờ. Như vậy là tất cả mọi thông tin đều rất là rõ ràng và minh bạch. Nhưng mà các bạn học sinh sinh viên để đạt được học bổng thì chắc chắn là trong quá trình xin thì chúng ta phải có một cái nghệ thuật xin học bổng, đúng không anh ạ? Thì khi mà các bạn xin học bổng thì các bạn nên lưu ý những điểm sau. Tất cả những 4 yếu tố hồi nãy mình nói ra cho các bạn thì 4 yếu tố đều là 4 yếu tố quan trọng, không yếu tố nào là quan trọng hơn yếu tố nào. Khi trình bày CV thì mình khuyên các bạn nên trình bày CV theo thứ tự từ cao xuống thấp, có nghĩa là những cái điểm nào các bạn xuất sắc, những cái điểm nào các bạn hay các bạn trình bày lên trên, sau đó những cái điểm không nổi trội lắm các bạn trình bày xuống dưới, để cho người ta khi mà người ta đọc CV của bạn, người ta có thể đánh giá được bạn liền là bạn có những điểm đặc biệt nổi trội. Và yếu tố thứ hai là cái yếu tố viết bài luận của các bạn. Thì bài luận thực sự là người nào cũng biết giới thiệu về bản thân của mình, ai cũng biết giới thiệu về bản thân của mình. Đặc biệt sinh viên Việt Nam của mình có một vấn đề là khá là khiêm tốn, nhưng đây lại là cái thế yếu của các bạn. Bởi vì khi các bạn viết một bài luận giới thiệu về bản thân thì các bạn phải tự tin về năng lực bản thân của mình. Các bạn phải cho người ta thấy được là khi mà người ta nhận các bạn thì các bạn nhận được học bổng người ta, các bạn sẽ có những đóng góp gì cho trường người ta, cho xã hội và thậm chí là cho cộng đồng xung quanh của các bạn. Sau khi các bạn học xong, mình có những cái gì nổi bật hơn so với những người khác. Ví dụ đôi khi
cái thư giới thiệu này họ chỉ ghi các bạn là chăm chỉ hoặc có ghi bạn thông minh. Nhưng chăm chỉ và thông minh là những từ rất là chung chung. Chăm chỉ là chăm chỉ như thế nào, các bạn đã chăm chỉ hoạt động ra sao. Thông minh là thông minh giải quyết những vấn đề gì rồi. Đó, khi mà người ta viết đơn giới thiệu của bạn thì các bạn cũng nên nói với người ta là viết cụ thể chi tiết hơn để cho cái hồ sơ của các bạn được rõ ràng. Trong quá trình mà xin học bổng thì các bạn học sinh sinh viên cần phải lưu ý những điều gì và những sai lầm nào thường hay mắc phải thưa anh? Trong quá trình xin học bổng thì chắc chắn các bạn sẽ vào rất nhiều trang web để các bạn tìm hiểu, tìm kiếm học bổng cho riêng mình. Mình muốn lưu ý các bạn ở một điều là các bạn nên vào đúng cái trang web mà các bạn từng có uy tín mà các bạn cần tìm. Ví dụ như trang web về scholarship.com, trang web về FastWeb. Khi các bạn vào trang web thì thực sự cũng sẽ có những trang web họ lập ra để mà họ lừa đảo, họ lấy tiền của các bạn. Và ý thứ hai là những sai lầm các sinh viên bình thường mắc phải là đôi khi sinh viên, khi mà sinh viên xin học bổng, sinh viên hơi bị nóng vội trong quá trình tìm kiếm, trong quá trình apply hồ sơ xin học bổng của mình. Đôi khi họ chỉ mới nghiên cứu cỡ khoảng 3 tháng hoặc 6 tháng, họ thấy như vậy và họ apply liền. Thì như vậy thì nó sẽ không có một quá trình chuẩn bị hồ sơ cho nó kỹ càng và cho nó tốt. Cho nên những đơn vị xét học bổng họ vẫn muốn sinh viên phải tốt về chân thiện mỹ. Tất cả mọi thứ về sinh viên đó đều phải tốt. Sinh viên đó tốt về mặt học thức thì sinh viên đó cũng phải tốt về mặt đạo đức. Để khi mà sinh viên này nhận được học bổng họ thành tài thì sinh viên này sẽ đóng góp gì cho xã hội, đóng góp gì cho cộng đồng. Cái đó là cái mong muốn cuối cùng của những đơn vị cấp học bổng. Xin cảm ơn anh. Hy vọng là với những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi từ anh thì các bạn học sinh sinh viên của chúng ta sẽ dễ dàng cho việc xin học bổng. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Nguyễn Bo Anh rất nhiều.